này kiều thi ca nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng chấp là năm loại mắt là sáu phép thần thông cũng chẳng chấp do năm loại mắt do sáu phép thần thông cũng chẳng chấp thuộc năm loại mắt thuộc sáu phép thần thông cũng chẳng chấp nương năm loại mắt nương sáu phép thần thông là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành. Này Kiều Thi ca, nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp là mười lực Phật, là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng chấp do 10 lực Phật, do 4 điều không sợ, cho đến 18 Pháp Phật bất cộng cũng chẳng chấp thuộc mười lực Phật thuộc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, cũng chẳng chấp nương mười lực Phật nương bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, là Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành. Này kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp là Pháp không quên mất là tánh luôn luôn xả, cũng chẳng chấp do Pháp không quên mất do tánh luôn luôn xả, cũng chẳng chấp thuộc Pháp không quên mất thuộc tánh luôn luôn xả, cũng chẳng chấp nương Pháp không quên mất nương tánh luôn luôn xả, là Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, tuy biết các Pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành này kiều thi ca nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng chấp là trí nhất thiết là trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng chấp do trí nhất thiết do trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng chấp thuộc trí nhất thiết thuộc trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng chấp nương trí nhất thiết nương trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành